Xin kính chào quý vị và các bạn. Đầu tháng 11 năm 2020, đường vành đai 2 trên cao đoạn dọc đường Trường Chinh chính thức đưa vào khai thác. Tuy nhiên, sau khi thông xe, phương tiện từ tuyến đường này dồn xuống đã khiến áp lực giao thông tại nút ngã tư Sở tăng cao, tình trạng ùn ứ thường xuyên xuất hiện. Nguyên nhân của sự ùn ứ này là đoạn đường vành đai 2 khi đưa vào khai thác mới chỉ là một đoạn tuyến của đường vành đai 2. Sau đoạn tuyến này, Hà Nội sẽ hoàn thành cả trên cao và dưới thấp từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy. Trong quy hoạch, tuyến đường vành đai 2 còn có hệ thống đường trên cao kéo dài đến tận cầu Giấy. Khi đó sẽ hoàn thành toàn tuyến vành đai 2 khép kín từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Nhật Tân. Ngoài đường trên cao dọc đường vành đai 2, còn có đường trên cao dọc đường vành đai 3 và tuyến đường trên cao kết nối đường vành đai 2 và vành đai 3. Khi hệ thống hạ tầng giao thông khung được hoàn thành theo quy hoạch thì sẽ giải quyết được triệt để ùn tắc giao thông. Vì vậy, Hà Nội đang triển khai nghiên cứu đầu tư xây dựng nối tiếp tuyến đường vành đai 2 trên cao nối từ điểm chờ đầu ngã tư Sở đến nút giao cầu Giấy. Liên quan đến chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường vành đai 2 trên địa bàn Hà Nội, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án mở rộng đường vành đai 2 đến cầu Giấy đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa vào danh mục đề xuất triển khai trong giai đoạn từ 2021 đến 2025. Hiện tại, dự án đang được Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng để báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Tuyến đường vành đai 2 trên cao kéo dài đến cầu Giấy sẽ có quy mô tương tự như đoạn trên cao từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Đường vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 43 km, chạy qua địa bàn các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ và huyện Đông Anh. Cùng với đoạn đường trên cao dọc đường Trường Chinh đã được đưa vào khai thác, đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Vọng cũng đang triển khai thi công. Liên quan đến việc làm đường trên cao cũng có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Có ý kiến cho rằng không nên làm đường trên cao trên đường láng mà chỉ mở rộng theo quy hoạch. Nếu làm đường trên cao ở đoạn đường láng thì sẽ phải vượt qua đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, đồng thời vượt qua một số cầu vượt trên cao Hà Nội đã xây trước đó như cầu vượt Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh. Như vậy, đường sẽ nằm ở rất cao. Khi đó, để tiếp đất, đường sẽ phải kéo dài từ 250 đến 300 mét, vừa chiếm đất vừa không hợp lý. Và cho rằng đường trên cao chỉ giúp các phương tiện đi nhanh hơn, còn ở dưới cầu không khai thác được, đường xuống chiếm hết đất. Mặt khác, đường làm càng cao thì tiếng ồn vọng càng xa, bụi ở trên cao bị gió thổi bay càng xa trong nội đô. Cũng có ý kiến e ngại rằng làm đường trên cao sẽ phải chặt hàng xà cừ cổ thụ đang tồn tại rất lâu ở giải phân cách giữa đường láng. Có ý kiến chỉ nên làm đường trên cao vượt qua ngã tư rồi xuống đường láng, đủ để chui xuống đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đồng tình với ý kiến làm đường trên cao, nhiều người cũng đưa ra ý kiến là đi cao lên và đi ra giữa con sông, khi đó không phải chặt hàng cây xà cừ cổ thụ ở giữa đường. Cũng có ý kiến đi sát mép con sông là đã không đụng đến hàng xà cừ. Nếu đi như vậy thì sẽ rất khó bố trí đường dẫn lên xuống ở giữa tuyến và cần khắc phục vấn đề này. Vậy còn ý kiến của bạn thế nào? Hãy để lại comment bên dưới để cùng thảo luận nhé!